Vaccine COVID-19, Việt Nam tiếp tục có người sốc phản vệ độ 3 sau khi tiêm. Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia ghi nhận thêm 2 ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19, trong đó một người sốc phản vệ độ 3 với dấu hiệu sốt, rét run kèm co quắp, tê bì tay. Người này xuất hiện các dấu hiệu phản vệ sau khi tiêm 8 giờ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận trường hợp sốc phản vệ độ 3 sau tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca. Những ca nặng trước đó ở mức phản vệ độ 2, người còn lại có dấu hiệu chóng mặt, bồn chồn, khó chịu xuất hiện trong vòng 30 phút sau tiêm. Cả hai được phát hiện và xử trí kịp thời, hiện tại sức khỏe đã ổn định, họ ở trong số 1.382 người được tiêm vaccine ngày 14 tháng 3. Như vậy, kể từ ngày 8 tháng 3 bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, Việt Nam ghi nhận 12 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, xuất hiện phản ứng sau tiêm ở mức độ 2, 3, dấu hiệu phổ biến là nổi mề đay, ngứa, phù mạch tại chỗ tiêm, khó thở. Một số trường hợp khác phản ứng nhẹ ở mức thông thường. Trước đó, điểm tiêm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh có 6 người bị phản ứng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng 4 người, Bệnh viện Dã chiến Gia Lai 1 người. Tất cả trường hợp phản ứng sau tiêm này đều được xử trí trong một ngày, sức khỏe ổn định. Bộ Y tế đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Gia Lai điều tra, đánh giá kết luận nguyên nhân các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine COVID-19. Các địa phương yêu cầu người đi tiêm chủng thông báo đầy đủ tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng cho cán bộ y tế như bệnh nền, bệnh cấp tính và sử dụng thuốc trong thời gian gần đây. Lưu ý những trường hợp có tiền sử dị ứng. Đến nay, tổng cộng 11.605 người đã được tiêm vaccine COVID-19. Họ ở 12 tỉnh, thành phố là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng. Chi tiết 11.605 người được tiêm tại 12 tỉnh, thành phố trong các ngày từ 8 đến 14 tháng 3 năm 2021 như sau. Tỉnh Hải Dương 7.276 người, thành phố Hà Nội 163 người, tỉnh Hưng Yên 1.008 người, tỉnh Bắc Ninh 312 người, tỉnh Bắc Giang 1.230 người, thành phố Hải Phòng 205 người, thành phố Hồ Chí Minh 774 người, tỉnh Gia Lai 200 người, tỉnh Long An 193 người, thành phố Đà Nẵng 117 người, tỉnh Hòa Bình 32 người và tỉnh Khánh Hòa 95 người. Một số cơ sở y tế tạm ngừng trong 2 ngày nghỉ cuối tuần và tiếp tục triển khai vào đầu tuần tới khi quay trở lại làm việc. Các tỉnh bắt đầu triển khai trong tuần tới gồm Quảng Ninh, Điện Biên, Đồng Tháp.